I'm a very religious person. Before I ever went back to Vietnam, I prayed that God would send me an angel. And he certainly did. And God certainly did send me an angel straight from heaven. After 2 years, I re-enlisted to go on Vietnam because I knew what the pay was. The pay was very good. So I went back to Vietnam. Có những ngày nó cũng lỡ xa là đó rồi, chứ tôi không quay tìm mà. Cái chiếc xe nó dù có sạch nhưng mà cũng đem tới đó để rửa. Chầu nó thấy Mỹ sợ lắm, nó thiệt tình. Mà Mỹ nhiều lắm, Mỹ lấy chai nhiều lắm. Hồi đầu tiên là ở tay nhỏng, ổng nói tay nhỏng, rồi mình nói tay mình nhỏng. Rồi ổng đi lấy chai tới cái là ổng kêu ê chút chút rồi. Phần ổng có vừa nước, phần tôi có vừa nước. Tôi về dẫn rửa, rửa xấu anh xa. Xấu ướt lên, ướt người. Ông la, ổng chùi. Ổng chùi cái ông ơn, tôi kêu ông xin lỗi, cái ông ok. Cái tôi ok là bác đó, ông mới theo mấy cái thông. Nghĩ mình có chồng có con, mình dẫn đây thôi, chứ mình đâu có nghĩ đến nào có con. Có con với ổng. The government wouldn't let me bring her home anyways. That's the way the government works. Ảm về ông ra sổ ra cái ông biết ông thấy liền ông nói con Mỹ thằng do Mỹ rút là coi tôi là gì coi gia đình tôi này mà họ cũng khanh khi lắm chứ họ cũng nói nhưng mà mình đâu có rứt bỏ được mình mon nạn được mình đã đau được lần thà mình chịu khinh chứ mình không bỏ con mình. Sống của mình cứ nói là tại sao là không có tình thương cha. Hồi nhỏ đi học á thì người ta họ cũng nói họ nói là thứ con lai 12 lỗ đi nói không phải ấy chứ lúc mình đi làm giấy mình kiểu như khổ lắm nghèo khổ lắm mình nói mình tự tử mình chết á tại vì đi hai ba chặng luôn mà không được về chán lắm. Cái cuộc sống của mình cứ mình nói là sẽ tự tử chết. I get this message just out of the blue just saying, hey, I'm a DNA detective and I'm trying to help a family locate their father from Vietnam. I just started crying. It's like I knew what this was about. I knew. I just couldn't wait to see her. It's been completely amazing. It's the best thing that I think that could happen to my uncle and to my family. He was asking how to pronounce her name. She typed back. She said, my dad can call me anything. And so I told him that. And he said, she's my angel. She's angel. Angel is my only one and only daughter. And I'm very proud of it. Bác sĩ cho biết là ông không còn bao nhiêu lâu hết. Thấy ông tội lắm chứ. Thấy mình không còn với ba mình gần gũi với lại không có cái hoàn cảnh như vậy. Không có gần gũi với ông. Không biết là mai mốt như thế nào. She was everything that I thought she was. My daughter, she was my one and only daughter.